Giờ 30 phút thế giới đó đây, xì tích. 4 giờ khéo tay hay làm, chả cua trộn mè. 4 giờ 15 phút, câu lạc bộ thể thao. Bây giờ mời quý vị và các em theo dõi chương trình truyền hình tối nay. Hãy tưởng tượng khai sinh một chiếc tivi khiến mọi căn phòng đều trở nên sang trọng và rộng rãi hơn. Xin thông báo, bây giờ là 19 giờ. Các bạn đang đến với chương trình quà tặng tri thức, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và công ty cổ phần Lasta phối hợp thực hiện. Ông Phượng và Đại Nghĩa rất vui vì lại được gặp tất cả quý vị khán giả trong chương trình quà tặng tri thức vào thứ tư và thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 vào lúc 19 giờ. Và hy vọng rằng ngày hôm nay quý vị và các bạn sẽ có được những giây phút thư giãn thật thoải mái và thực sự bổ ích với chương trình quà tặng tri thức của chúng tôi. Ông Phượng thân mến, nếu anh nhớ không lầm thì em đã tham gia chương trình quà tặng tri thức cũng được vài tháng rồi, thời gian cũng khá là dài đúng không? Thế thì không biết rằng trong thời gian vừa qua khi đến với chương trình, ông Phượng có những điều gì vui buồn hay là muốn tâm sự chia sẻ cùng với quý vị khán giả hay không? Nhiều lắm chứ, nếu mà nói về kỷ niệm, nhưng mà cái mà Hồng Phượng cảm thấy thú vị nhất đó là được giao lưu trực tiếp với tất cả quý vị khán giả. Và anh nghĩ biết không, khi giao lưu trực tiếp với tất cả quý vị khán giả thì những quý vị khán giả nào họ may mắn đáp đúng câu hỏi của chương trình thì không chỉ là quý vị khán giả mà Hồng Phượng và Đại Nghĩa cũng rất là vui. Nhưng mà khi mà nghe thấy họ đáp án mà họ đưa ra đúng, đó đúng không trùng với chương trình đó thì tự nhiên Hồng Phượng và Đại Nghĩa cũng tiêu nghỉu luôn vậy á. Quý vị biết không, mặc dù thì quý vị vẫn thường nghe câu động viên an ủi của chúng tôi rằng các bạn đừng buồn bởi vì vẫn còn rất nhiều cơ hội đằng sau, nhưng mà thật ra những người làm chương trình chúng tôi đều cảm thấy rất là tiếc nuối dùm cho tất cả quý vị, bởi vì nếu như quý vị mà đáp trúng được câu hỏi chương trình thì chúng tôi sẽ rất là vui khi được chúc mừng quý vị và chương trình của chúng ta sẽ thật hấp dẫn và thật sự là hào hứng đúng không Phượng? Đúng rồi, Hồng Phượng thì như thế, nhưng mà không biết là anh Nghĩa là một người dẫn chương trình đã gắn bó với chương trình quà tặng tri thức lâu hơn Hồng Phượng rất là nhiều rồi, vậy thì không biết rằng anh Nghĩa như thế nào? Không biết Hồng Phượng có nhớ không, có một kỷ niệm nhỏ mà cũng rất là vui với anh em mình, với khán giả. Đó là trong một lần khi mà chúng tôi giao lưu trực tiếp với một quý vị khán giả, thì có lẽ do quý vị khán giả này cũng khá là hồi hộp bởi vì lần đầu tiên được nói chuyện trên sóng truyền hình, cho nên đã rất dõng dạc mà chào rằng xin chào chương trình quà tặng tri thức và xin chào anh Hồng Phượng cùng chị Đại Nghĩa. Một sự là nhầm lẫn rất là dễ thương đúng không anh Nghĩa? Cũng may là sau đó vị khán giả của chúng ta đã trấn tĩnh lại và trả lời thật đúng câu hỏi của chương trình đưa ra. Nếu mà nói về những kỷ niệm vui, những kỷ niệm buồn thì Hồng Phượng và Đại Nghĩa có rất nhiều kỷ niệm để muốn chia sẻ với tất cả quý vị khán giả. Nhưng có lẽ bây giờ thì đã đến lúc chúng ta phải quay lại với chương trình tối ngày hôm nay thôi. Vâng thưa quý vị, và bây giờ chúng ta cùng đến với quà tặng tri thức. Chương trình chúng tôi gồm có tất cả 3 vòng thi dành cho 50 người chơi tại phim trường. Bên cạnh đó chúng tôi sẽ kết nối trực tiếp với quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngay tại nhà qua số điện thoại của tổng đài 1900 1747 hoặc số điện thoại 0891066688. Ngoài ra thì tất cả quý vị khán giả cũng có thể gửi tin nhắn về cho chương trình qua số điện thoại 8383 với nội dung tin nhắn như sau: QTTT có nghĩa là quà tặng tri thức, khoảng trắng số điện thoại bàn cộng với mã vùng, và 12 cô điện thoại viên xinh xắn của chúng tôi đang ngồi ở đây sẽ ghi lại tất cả những số điện thoại của quý vị, gấp lại cẩn thận và bỏ vào vòng cầu này. Và mỗi một khi chương trình chúng tôi lên sóng, Đại Nghĩa Hồng Phượng sẽ rút ra 3 lá phiếu bất kỳ, trên 3 lá phiếu đó sẽ là 3 số điện thoại của quý vị khán giả, và chúng ta hãy cùng chờ xem trong ngày hôm nay 3 vị khán giả nào sẽ trở thành người chơi tại nhà của chương trình nha. Còn bây giờ thì có lẽ là Hồng Phượng và Đại Nghĩa sẽ mời tất cả quý vị khán giả chúng ta cùng đến với trường quay để gặp gỡ anh Quách Hồ Ninh và 50 người chơi của chúng ta. Xin mời. Quý vị khán giả đến với chương trình quà tặng tri thức của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, chương trình Quà Tặng Tri Thức là một trò chơi truyền hình. Chương trình không chỉ là một sân chơi tri thức dành cho các em học sinh tại trường quay, mà còn tạo điều kiện cho các khán giả xem đài cũng có cơ hội cùng tham gia chương trình. Và chúng ta sẽ tham gia chương trình bằng cách nào đây? Qua đường điện thoại. Và các bạn ơi, để đăng ký chương trình cũng thật là đơn giản. Chúng ta chỉ cần gọi điện thoại vào số tổng đài 1900 1747 để đăng ký tham gia chương trình Quà Tặng Tri Thức. Còn bây giờ, chúng ta hãy đến với phần dự thi của 50 thí sinh lớp 9 đến từ các trường trung học cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Chào, chào các bạn. Bạn ơi, bây giờ trước khi bước vào trò chơi thì chúng ta phải hiểu cách chơi như thế nào. Và ở chương trình này, chúng ta sẽ trả lời 3 câu hỏi. Nếu các bạn trả lời chính xác cả 3 câu thì các bạn sẽ có cơ hội nhận được một phần học bổng trị giá 15 triệu đồng. Thì bây giờ chúng ta chuẩn bị vào câu hỏi đầu tiên nha. Câu hỏi số 1. Người miền Nam thường dùng nguyên liệu gì để tạo vị chua trong các món canh chua? A. Mẻ. B. Me. C. Quả trám. Và D. Quả sấu. 10 giây bắt đầu. Nào, 10 giây đã trôi qua. Bây giờ chúng ta xem các bạn chọn đáp án nào đây. Đáp án B. Ồ, như vậy là tất cả các bạn đã đều chọn đáp án B. Ồ, hay thật. Nếu như không phải đáp án B thì sao đây? Có tất cả là 50 bạn cùng chọn đáp án B. Và bây giờ chúng ta xem đáp án của chương trình là gì nha. Đáp án của chúng ta là mẹ. Đáp án B. Nào, như vậy là tất cả 50 bạn chúng ta đều chọn đáp án B. Xin chúc mừng 50 bạn. Xin chúc mừng 50 người chơi tại trường quay đã đáp đúng câu hỏi đầu tiên của anh Quách Hồi Ninh. Và anh Nghĩa ơi, thật là một kết quả rất là bất ngờ đúng không anh Nghĩa? Lần đầu tiên trong chương trình Quà Tặng Tri Thức của chúng ta thì có tới 50, cả 50 người chơi tại trường quay đều đáp đúng câu hỏi của chương trình. Hồng Phượng có nhận thấy một điều rất là lạ rằng hôm nay anh Quách Hồi Ninh của chúng ta mặc một bộ áo dài khăn đóng rất là đẹp, rất là lịch sự đúng không? Và Hồng Phượng cảm thấy là hình như anh Quách Hồi Ninh của chúng ta mặc áo dài khăn đóng thì đẹp hơn thường ngày đúng không anh Nghĩa? Có lẽ vì thế mà tất cả các bạn nhỏ của chúng ta, các học sinh lớp 9 không bạn nào muốn chia tay anh Quách Hồi Ninh hết, nên cả 50 bạn đã cùng nhau bước tiếp vào vòng 2 của chương trình Quà Tặng Tri Thức. Có vẻ là không khí chương trình của chúng ta ngày hôm nay đang rất là hồi hộp và căng thẳng. Và tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trực tiếp tại nhà cũng đang hồi hộp, không biết mình có phải là chủ nhân của số điện thoại may mắn đầu tiên hay không. Thế thì Hồng Phượng hãy làm công việc của mình, đó là sẽ rút một lá phiếu bất kỳ trong lòng cầu này, và sau đó Đại Nghĩa sẽ đọc thật to số điện thoại này lên, xem vị khán giả nào sẽ là vị khán giả may mắn đầu tiên của chương trình. Và đây là phiếu thăm may mắn đầu tiên, và bây giờ xin mời anh Nghĩa, anh hãy đọc to lên số điện thoại này nhé. Mời quý vị chú ý lắng nghe nha. Số điện thoại này là số 0882062296. Và xin mời phòng máy giúp chúng tôi liên lạc với chủ nhân của số điện thoại này. Và trong khi chờ phòng máy liên hệ với chủ nhân của số điện thoại may mắn đầu tiên thì chúng tôi xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta đến với những logo đang có mặt ở đây. Thưa quý vị, chúng ta có tất cả 8 logo của chương trình Quà Tặng Tri Thức. Và dĩ nhiên, đằng sau 8 bảng logo này sẽ là những phần quà vô cùng hấp dẫn dành tặng cho quý vị khán giả. Thế nhưng chúng ta vẫn chưa biết được rằng phần quà nào nằm dưới logo nào. Đó là một điều bí ẩn hết sức thú vị. Anh Nghĩa ơi, hình như là bộ phận kỹ thuật của chúng ta đã liên hệ được với chủ nhân của số điện thoại may mắn đầu tiên rồi. Xin chào bạn ạ. Xin chào Hùng Phượng. Alo. Alo. Alo, xin chào bạn. Bạn hãy giới thiệu về bản thân của mình đi nào. Tôi tên là Toản. Hiện tại đang làm ở công ty Long Ánh 18 và tôi rất là vui khi theo dõi cái chương trình Quà Tặng Tri Thức. Anh ơi, anh có thể giới thiệu một đôi nét về công việc của mình được không ạ? Công việc của tôi là làm ở công ty lắp máy và chuyên đi về lắp máy những cái công trình về cái công trình công nghiệp và xây dựng.
À, vậy anh ơi, vậy trong công việc của mình thì anh tìm được điều gì thú vị nhất ạ? Ở đó là tôi đi tiếp xúc với rất nhiều những cái anh em công nhân ở mọi miền, cũng như là ở đây được mỗi lần mà hoàn thành những cái công trình để phục vụ cho công cuộc đổi mới của đất nước. Vâng, vậy công việc có nhiều thử thách không ạ? Công việc cũng rất nhiều thử thách nhưng mà cũng rất là thú vị. Vâng, Hồng Vượng biết rằng công việc của anh có rất nhiều thử thách và Hồng Vượng tin chắc rằng chính những thử thách đó sẽ giúp anh có đủ tự tin để đến với chương trình quà tặng tri thức của chúng tôi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì Hồng Vượng xin mời anh hãy chọn một trong những bảng logo đang có mặt ở đây. Ở đây chúng tôi có tất cả 8 bảng logo từ số 1 đến số 8. Anh hãy lựa chọn một trong 8 bảng logo này nha. Anh chọn logo số mấy ạ? Chọn logo số 7. Logo số 7. Và bây giờ chúng ta cùng xem thử đằng sau logo số 7 chúng ta phần quà đó là gì nào. Đó chính là một chiếc đầu đĩa DVD. Anh thân mến, Đại nghĩ rằng chắc chắn rằng nhà chúng ta cũng đã có một đầu đĩa DVD rồi, có đúng không ạ? Dạ, vâng ạ. Bởi vì đầu đĩa DVD thì bây giờ đã trở thành một vật rất là thông dụng, phổ biến trong tất cả gia đình chúng ta. Thế nhưng có thêm được một phần quà là một chiếc đầu đĩa DVD từ chương trình thì sẽ càng là thú vị hơn, đúng không nào? Dạ, vâng. Bây giờ thì mời anh hãy lắng nghe câu hỏi mà Đại nghĩ đọc lên nha. Và hãy cố gắng trả lời câu hỏi này trong khoảng thời gian là 10 giây. Chỉ 10 giây thôi anh nhớ nha. Vâng. Sau khoảng thời gian 10 giây anh chưa đưa ra được đáp án thì xem như là không có quyền trả lời nữa đâu, tiếc lắm đó. Và bây giờ mời anh lắng nghe câu hỏi dành cho anh đây. Lễ hội hoa ở nước ta được tổ chức lần đầu vào năm nào? Có 4 sự lựa chọn dành cho anh. A. Năm 1998. B. Năm 2000. C. Năm 2002. Và D. Năm 2004. Anh sẽ có 10 giây suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. 10 giây bắt đầu. 2004 đó là đáp án D. Tại sao anh lại có thể đưa ra một đáp án hết sức là nhanh chóng như thế? Bởi vì là năm đó là tôi nhớ là cái ngày hội lúc đầu thì rất nhiều người vẫn đi xem và trong đó là ngày hôm đó là tôi cũng có đi. Chính vì anh cũng là một người tham gia lễ hội hoa năm đó cho nên anh đã đưa ra một câu trả lời hoàn toàn chính xác. Chúc mừng anh. Cảm ơn. Vậy rằng phần quà là một chiếc đầu đĩa DVD đã thuộc về anh rồi đấy. Và bây giờ cảm giác của anh như thế nào ạ? Cảm giác tôi là rất là vui vì coi như là vừa coi như là được một cái phần thưởng của quà tặng trí thức bằng vật chất cũng như là về mặt lại trang bị thêm cho mình những cái trí thức. Vâng, và bây giờ thì Hồng Phượng xin mời anh hãy cùng lắng nghe đáp án của chương trình anh nhé. Dạ vâng, cảm ơn. Lễ hội hoa đầu tiên ở Việt Nam được tổ chức tại Đà Lạt vào năm 2004 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khởi xướng nhằm tôn vinh vẻ đẹp các loài hoa của thành phố cũng như thu hút khách du lịch đến với thành phố sương mù mộng mơ này. Và một lần nữa xin chúc mừng anh và xin cảm ơn anh đã đến với chương trình quà tặng tri thức ngày hôm nay. Vâng, rất cảm ơn chương trình và đặc biệt là cảm ơn các em MC rất là duyên dáng và xinh đẹp của quà tặng tri thức. Vâng, xin chào, xin cảm ơn và xin chào anh. Quý vị và các bạn thân mến, còn bây giờ thì Hồng Phượng và Đại Nghĩa xin mời tất cả quý vị khán giả chúng ta cùng quay trở lại trường quay cùng với anh Quách Hồ Ninh và 50 người chơi của chúng ta. Xin mời. Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng 2 của chương trình quà tặng tri thức. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với vòng 2 của chương trình. Câu hỏi của vòng 2 như sau. Nhà du hành vũ trụ đầu tiên đặt chân lên mặt trăng đi trên con tàu nào? A. Apollo 11. B. Apollo 12. C. Apollo 13. Và D. Apollo 14. 10 giây bắt đầu. Hết thời gian. Nào, bây giờ chúng ta xem mỗi đáp án sẽ có bao nhiêu bạn chọn nha. Đáp án đầu tiên, đáp án A có 11 bạn chọn. Đáp án tiếp theo, đáp án B có 6 bạn chọn. Và đáp án C có 33 bạn. Đáp án D không có bạn nào hết. Đáp án C là đáp án có số bạn chọn cao nhất. Đáp án của câu 2 này đó là đáp án A. Nào.
các bạn nào đã chọn đáp án A thì mời các bạn những người chiến thắng trong vòng hai này là những người chọn đáp án A. Apollo 11 đã đưa các nhà du hành vũ trụ đầu tiên lên mặt trăng. Xin chúc mừng 11 bạn đã chọn đáp án A. Và 11 bạn sẽ được bước tiếp vào vòng 3 của chương trình. Giờ rất tiếc phải nói lời chia tay với các bạn đã cùng chọn đáp án A. Và các bạn sẽ ra về với một phần quà của chương trình. Và mong rằng sẽ gặp lại các bạn trong những chương trình sắp tới. Xin kính thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 7 năm 1969, hai nhà du hành vũ trụ người Mỹ Neil Armstrong và Andrew đã đi trên tàu vũ trụ Apollo 11 và đã trở thành những người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. Như vậy, đáp án A là đáp án chính xác, đã giúp cho 11 bạn được tiếp tục bước vào vòng 3 của chương trình. Thưa quý vị, chiếc phi thuyền Apollo 11 đã đưa hai nhà du hành vũ trụ của chúng ta lần đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. Và cũng chiếc phi thuyền Apollo 11 này đã giúp cho 11 bạn nhỏ của chúng ta có cơ hội bước tiếp vào vòng trong của chương trình quà tặng tri thức. Thật là một sự trùng hợp với con Hoàng Phượng cũng là một số 11. Vâng, một điều trùng hợp rất là thú vị. Và chắc chắn rằng bây giờ tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trực tiếp tại nhà cũng đang rất hồi hộp, không biết mình có phải là chủ nhân của số điện thoại may mắn thứ hai hay không. Vậy thì anh Nghĩa ơi, anh hãy quay vòng cầu lên và đảo đều tất cả những lá thăm. Vâng. Để chia đều may mắn cho tất cả quý vị khán giả. Đại Nghĩa sẽ đảo đều tất cả những lá thăm lên. Quá nhiều lá thăm trong lòng cầu này Hồng Phượng ơi, anh đảo mà nặng tay luôn đó. Rồi, có rồi đây. Mời Hồng Phượng. Và Hồng Phượng xin được chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0851638002. Xin bộ phận kỹ thuật cho chúng tôi liên hệ với chủ nhân của số điện thoại này. Thưa quý vị, vị khán giả đầu tiên của chúng ta đã là một người rất may mắn. Anh lựa chọn logo số 7 của chương trình và anh đã trúng phần thưởng của chương trình, đó là một chiếc đầu đĩa DVD. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau chờ xem vị khán giả thứ hai này có phải tiếp tục là một người may mắn nữa hay không nha. À, và anh Nghĩa ơi, hình như là phòng máy đã liên hệ được với chủ nhân của số điện thoại may mắn thứ hai rồi. Alo, xin chào vị khán giả thứ hai của chương trình quà tặng tri thức. Alo. Alo. Xin chào bạn. Bạn hãy giới thiệu về mình đi nào. Dạ, em tên là Lý Minh Đạt. Bạn Lý Minh Đạt đúng không ạ? Dạ. Hiện nay bạn Đạt đang làm gì, còn đi học hay không, hay là bạn đã đi làm rồi? Dạ, em đi học nghề. Dạ. Có thể nói cho mọi người biết rằng bạn đã học nghề gì không? Dạ, em học nghề về lái xe. Bạn học về nghề lái xe. Và bây giờ ngày hôm nay bạn đến với chương trình quà tặng tri thức. Trước khi đến với câu hỏi thì mời bạn hãy lựa chọn một trong 6 bản logo còn lại ở đây. Xin lỗi, một trong 7 bản logo ngoại trừ logo số 7. Dạ, logo số 5. Bạn chọn logo số 5 và chúng ta cùng khám phá xem đằng sau logo số 5 này phần quà đó là gì. Một chiếc máy chụp hình kỹ thuật số. Bạn ơi, bạn có thích phần quà này không? Dạ, con thích ạ. Thích. Dĩ nhiên rồi, tất cả quý vị khán giả khi đến với chương trình quà tặng tri thức đều rất thích những phần quà mà chương trình đưa ra. Nhưng điều quan trọng là rằng họ có thể đáp đúng câu hỏi của chương trình hay không. Còn bây giờ thì bạn đã tự tin chưa nào? Dạ rồi. Còn bây giờ xin mời bạn hãy lắng nghe câu hỏi của chương trình bạn nhé. Dạ. Chiếc lò vi sóng đầu tiên được cho ra đời vào năm nào? Bạn có muốn lựa chọn A năm 1946, B năm 1947, C năm 1948, D năm 1949? 10 giây dành cho bạn. Bắt đầu. Nhanh lên bạn ơi. À, đáp án B ạ. Đáp án B đó là năm 1947. Bạn ơi, bạn có thể cho mọi người biết được rằng dựa trên cơ sở nào mà bạn đưa ra quyết định chọn đáp án B? Dạ, không biết, chọn đại. Chỉ là một sự suy đoán đúng không ạ? Dạ, không. Bạn Đạt ơi. Anh nghĩ rằng vận may của bạn đài của chúng ta như thế nào nhỉ? Dạ, không biết sao đây. Bởi vì vị khán giả đầu tiên đã rất là may mắn rồi. Nếu thế thì vị khán giả may mắn thứ hai của chúng ta không biết có tiếp tục may mắn hay không Hồng Phượng? Thôi, chúng ta đừng làm cho bạn ấy hồi hộp nữa. Chúng ta hãy nói ngay với bạn ấy rằng bạn ấy chính là người may mắn. Xin chúc mừng. Thưa
Thưa quý vị, như thế có nghĩa là ở câu trả lời vừa rồi, bạn Đạt của chúng ta chọn đáp án B năm 1947. Đó là một đáp án hoàn toàn chính xác. Phượng ơi, em có nghe không? Tiếng bạn Đạt bên kia đầu dây chúng ta đang cười rất là vui. Bạn Đạt ơi, Hồng Phượng biết rằng bây giờ bạn đang rất là vui, nhưng mà cho dù như thế nào đi chăng nữa thì Hồng Phượng xin mời bạn hãy bình tĩnh một chút, ngồi tại chỗ để lắng nghe đáp án của chương trình bạn nhé. Năm 1946, trong lúc đang thử nghiệm ống chân không magneton, ông Percy Spencer, kỹ sư nghiên cứu về radar, đã phát hiện thanh kẹo trong túi ông chảy ra. Ông tiếp tục thử với lòng đỏ trứng gà và các hạt ngô. Spencer nhận ra rằng sự tập trung với mật độ dày đặc của các tia vi sóng đã tạo nên một nguồn năng lượng lớn làm chín thức ăn một cách nhanh chóng. Một năm sau, vào năm 1947, ông phát minh ra chiếc lò vi sóng đầu tiên góp phần cách mạng hóa các phương tiện nấu ăn. Và bạn Đạt ơi, mặc dù đây là một câu hỏi về kỹ thuật khá là khó, nhưng bạn đã may mắn đáp đúng, và một lần nữa Hồng Phượng xin được chúc mừng bạn. Và như thế là chiếc máy chụp hình kỹ thuật số đó thuộc về người khán giả may mắn thứ hai của chúng ta. Chúc cho bạn luôn luôn có nhiều niềm vui và sẽ chụp được, lưu giữ được những khoảnh khắc thật đẹp của gia đình, của bạn bè và những người thân của mình với chiếc máy ảnh kỹ thuật số này nha. Còn bây giờ thì Hồng Phượng xin mời tất cả quý vị khán giả chúng ta cùng quay trở lại trường quay để gặp gỡ anh Quách Hồ Ninh và cùng 11 người chơi của chúng ta. Xin mời. Vâng, kính thưa quý vị, trải qua hai vòng thi, chúng ta chỉ còn lại 11 bạn thôi. Đây, bây giờ chắc các bạn rất là hồi hộp. Hàng này chỉ còn có một bạn thôi. Đây, chắc có lẽ tôi ngồi ở đây cho bạn đỡ run. Bạn tên là gì nào? Dạ, thưa quý vị khán giả và thưa chú Quách Hồ Ninh, con tên là Trần Trịnh Pina, học sinh lớp 99, trường trung học cơ sở Ngô Quyền, quận Tân Bình. Bạn đã có quá khó khăn để chọn đáp án đúng là đáp án A không? Dạ, theo con thì câu này cũng không quá khó, vì câu này con cũng đã có xem qua sách vở và cũng đã có nhiều chương trình nói đề cập đến câu này, nên con cũng có thêm được kiến thức về câu này ạ. Đúng rồi. Nào, các bạn sẵn sàng nhé. Chúng ta sẽ nghe xem câu số 3, nội dung đó là gì? Vật liệu chính để xây dựng tháp nghiêng Pisa là gì? A. Gạch nung. B. Đá granite. C. Cẩm thạch trắng. Và D. là gỗ. 10 giây, bắt đầu! Nào, bây giờ chúng ta xem có bao nhiêu bạn chọn ở mỗi đáp án. Đây, đáp án A không có bạn nào cả. Đáp án B có tất cả là 7 bạn. Đáp án C có tất cả là 4 bạn. Đáp án D không có bạn nào cả. Và đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Chúc mừng, 4 bạn đã có câu trả lời đúng, đó là đáp án C. 4 bạn phải không nào? 1, 2, 3 và 4. Đúng rồi, 4 bạn đã có đáp án C. Và mỗi bạn sẽ được nhận bao nhiêu? Mỗi bạn sẽ được nhận một phần học bổng trị giá 3.750.000 đồng. Rất tiếc phải chia tay với những bạn đã không chọn đáp án C. Và bây giờ chúng ta hãy trở lại truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Xin chúc mừng 4 người chơi đã trở thành chủ nhân của phần thưởng 15 triệu đồng. Và anh Nghĩa ơi, anh sẽ nói gì để chia sẻ niềm vui với 4 người bạn của chúng ta? Mỗi người bạn của chúng ta có một phần thưởng trị giá 3.750.000 đồng. Đối với các bạn học sinh thì số tiền này không nhỏ đâu Phượng ơi. Và chắc chắn rằng sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn trong công việc học tập. Còn bây giờ là phần may mắn cuối cùng của ngày hôm nay, đó là chúng ta sẽ chọn ra số điện thoại may mắn cuối cùng của ngày hôm nay để xem ai sẽ là người may mắn cuối cùng, anh Nghĩa nhé. Vâng, mời Hồng Phượng. Chúng ta cùng hồi hộp và chờ đợi xem chủ nhân của số điện thoại này là ai nha quý vị. Có chưa Phượng? Có rồi đây. Đây là số điện thoại may mắn cuối cùng và xin mời anh Nghĩa. Hồi hộp quá. Và bây giờ mời quý vị chú ý lắng nghe xem số điện thoại này có phải là số điện thoại của nhà mình hay không. Đây là số điện thoại ở thành phố 08
0908 507 501 và mời phòng máy giúp chúng tôi liên lạc với chủ nhân của số điện thoại này. Ở hai vị khán giả đầu tiên của chúng ta, Phượng thấy không, đa số đều rằng nhờ vào vận may của mình đưa ra được một đáp án chính xác, nhận được phần quà của chương trình. Nhưng mà anh nghĩ rằng cho dù là vận may đi chăng nữa thì quý vị khán giả cũng đã có thêm một kiến thức thật sự bổ ích. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì Hồng Phượng nghĩ rằng là chúng ta cũng nên hy vọng rằng vị khán giả may mắn cuối cùng này sẽ đưa ra đáp án chính xác với đáp án của chương trình, được không anh Nghĩa? Có lẽ là bây giờ bộ phận kỹ thuật đã liên hệ được với chủ nhân của số điện thoại may mắn cuối cùng rồi. Xin chào bạn ạ. Alo. Chào Hồng Phượng, chào Đại Nghĩa. Chị ơi, chị có thể nói lớn hơn một chút, chị có thể giới thiệu về mình không ạ? Alo, chào Hồng Phượng, chào Đại Nghĩa. Mình tên là Thùy Linh, hiện mình đang coi chương trình quà tặng tri thức cùng với bé Bi mới 3 tháng tuổi của mình. Bé Bi mới 3 tháng tuổi, về chị ơi, không biết rằng bé Bi của chị tên gì vậy ạ? Bé là bé gái và tên là Phương Thi. Một cái tên rất là dễ thương. Và chị ơi, chị đang đến với chương trình quà tặng tri thức của chúng tôi, nhưng mà để đáp đúng câu hỏi của chương trình thì chị phải tập trung một cách rất là cao độ. Không biết rằng bé Bi ở bên cạnh có làm phiền chị không ạ? Không, hiện giờ bé đang chơi cùng với ba nên là mình có thể tập trung để theo dõi chương trình. Có nghĩa rằng không những một mình chị mà cả bé Bi cũng như là Ba bé Bi cũng ủng hộ chị đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng, và bây giờ xin mời chị hãy chọn một trong những bảng logo còn lại. Ngoại trừ logo số 5 và logo số 7, chị chọn logo số mấy ạ? Cho mình chọn logo số 1. Chị chọn logo số 1. Và phần quà đằng sau logo này đó chính là một chiếc TV màu. Chị ơi, phần quà hấp dẫn lắm chị ơi. Vậy thì chị có tin rằng mình sẽ trả lời đúng câu hỏi mà chương trình đưa ra hay không? Với sự giúp sức của hai cha con, mình hy vọng rằng mình sẽ trả lời đúng. Tại vì thấy rằng chị có một lực lượng hậu phương rất là vững chắc đó. Hy vọng rằng chị sẽ trả lời đúng câu hỏi mà chương trình đưa ra nha. Và bây giờ mời chị hãy lắng nghe câu hỏi. Bút chì được sản xuất lần đầu tiên tại quốc gia nào? Có 4 sự lựa chọn dành cho chị. A. Anh. B. Đức. C. Trung Quốc. Và D. Hy Lạp. 10 giây suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. Bắt đầu. Cho mình chọn đáp án B, nước Đức. Đáp án B đó là nước Đức. Đây là một câu hỏi cũng khá là hóc búa, nhưng chị đã đưa ra đáp án trong một thời gian khá là ngắn. Vậy chị ơi, không biết rằng có ai tư vấn hay là tự mình chị suy nghĩ à? Chắc là hên xui thôi. Chắc là hên xui lại. Xui. Ngày hôm nay cả ba vị khán giả chúng ta đều đưa ra câu trả lời theo hên xui. Vậy thì không biết vận may có tiếp tục mỉm cười với người khán giả thứ ba này hay không đây? Mời chị cũng như mời tất cả quý vị khán giả chúng ta cùng nghe đáp án nha. Bút chì được sản xuất lần đầu tiên vào năm 1662, nhưng chất lượng chưa được tốt. Sau đó, các quốc gia khác như Anh, Mỹ khám phá các loại than chì khác và vỏ gỗ để nâng cao chất lượng của cây bút chì. Và cái bút chì sản xuất lần đầu tiên tại Nuremberg thuộc nước Đức. Và như thế, đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B. Và xin chúc mừng! Chị ơi, bây giờ thì... chị cảm thấy như thế nào khi vận may đã mỉm cười với mình? Mình cảm thấy thật sự hạnh phúc. Cảm ơn Đại Nghĩa, Hồng Phượng cùng chương trình rất nhiều. Ê, chị ơi, không biết rằng bé Bi và ba của bé Bi ở bên cạnh có nói lời gì để chúc mừng chị không ạ? Mình thấy bé Bi đang cười rất là tươi. Chắc là bé Bi cũng đang chúc mừng mẹ. Đại Nghĩa nghĩ rằng bé Bi chắc chắn rằng chưa hiểu khi xem chương trình đâu, nhưng mà bé Bi vẫn dành những nụ cười để dành tặng cho mẹ mình. Thật là một điều tuyệt vời đúng không ạ? Và một lần nữa xin cảm ơn chị đến với chương trình. Xin chúc chị cùng với gia đình luôn gặp nhiều điều may mắn và hạnh phúc. Cảm ơn Đại Nghĩa, Hồng Phượng. Vâng, xin chúc mừng chị và xin cảm ơn chị đã đến với chương trình quà tặng tri thức của chúng tôi tối ngày hôm nay. Và anh Nghĩa ơi, mới đó thôi mà đã 30 phút của chương trình trôi qua rồi. Và rất là tiếc nhưng mà Hồng Phượng và Đại Nghĩa phải đành nói lời chia tay với tất cả quý vị khán giả thôi. Và ngày hôm nay quả thực là một ngày hết sức thú vị khi ba người chơi tại nhà chúng ta đều đã xuất sắc giành được phần thưởng của chương trình. Và xin mời tất cả quý vị khán giả đã trúng thưởng trong chương trình ngày hôm nay, hãy liên lạc ngay với công ty cổ phần La Star số 23, đường Phùng Khắc Khoang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để nhận phần quà dành cho mình nha. Và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau, sẽ phát sóng vào tối thứ Tư, tối thứ Sáu hàng tuần lúc 19 giờ trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.